và cũng một cam kết vay bằng cúng nâng sẽ đáp được một túi bảy trăm ngày sớm sẽ đáp đang bị chà nản nợ bớt công ty nít chưa mui khnề biết đã tươm xem xèn dự đã chấm buộc mối khó đập bầm pí đào khó mà phải bầm chấm buộc bằng bồn vĩnh bằng bồn chỉ đi sờ lạnh ơi chỗ nóc chạm sẽ cái đây biến bờ đáy đại cấm sao vẽ ở bờ bảy Jesus Christ chỉ bảy ông cha này dưỡng bàn prap bằng bồn cao pi môn lúc đang lúc miễn pro sa prap bằng bồn hà nợ Christ trong cõi bồn phật nâng miễn phụ nệ chấm ọt mương nghề phụ kế chỉ mà nốt mình cướp pro nệ bát bảy chỉ mà cha hai bậc bậc tam chất lục luôn ở bậc luôn nè đằng nút chỉ mế bằng co ở miền cả bạc bài kia chỉ mình nút đại miền cầm nết lục cấy hai miếng bia bị nhiễm cùng chỉ mùi tề rí ai bong ổn vĩnh bong ổn chỉ ti sờ lạnh ơi chỗ co sang kia từ bên từ một lưới chìm nửa đào vị sốt bong phớt ở bậc bong ổn chỗ ăn thịt than tam bia bị nhiễm đào vị sốt chỗ thật nơi chộp năng xịt đầy sờ lạnh ở bậc bia chỉ mình cha đang tuần tưng rong chăm bia hà tây mệt ta cả rana ở bậc bia Jesus Christ chỉ bia ông cha này dương đồng bấy từ tu chỉ vượt ở cõi trên đất phong, trở mệt ta cả rana đọc ông bồn ná đại miến chất sẹt sờ, trở sông kêu kế ô tiên kế ở phớt bị phượng, chấm bùn nẹt điệt đại điệt vĩnh, trở mệt ta cả rana đào kế đài, ta trở phải khát, cứ sông bay ta áo đại pa nong rụp cài kế có sáng mong đài, cùng pa pol ở sọ, bữa chỉ một cha, à cá bia bong bồn mình ở miền cầm hồ, prom để ao cho nó mộc sợi rung rướng. របស់ព្រះអង្គឥតសៅហ្មងនឹងមានអំណរសប្បាយទៀតផងមានព្រះជាម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គទេដែលជាព្រះសង្គ្រោះយើងដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងសូមលើកតម្កើងសេរីរុងរឿងបារមីឧត្តមដំព្រះជាស្ដានិងអំណាចដែលព្រះអង្គមាននៅពេលនេះនិងអស់កលតរៀងទៅអាមែន តាព្រះជាម្ចាស់បានបង្រៀនអ្វីខ្លះដល់លោកអ្នកបងប្អូនតាមរយៈបទគម្ពីរនេះអរព្រះវរបិតាព្រះនៃទូបង្គំយើងខ្ញុំកូនសូមអរព្រគុណចំពោះព្រះបន្ទូលក្នុងថ្ងៃនេះដែលទ្រង់បង្រៀនកូនឲ្យកូនស្ដាប់បង្គាប់សូមបញ្ចេះចិត្តរងរូសរបស់ទូបង្គំយើងខ្ញុំឲ្យព្រមទទួលស្គាល់គ្រប់ទាំងទោសកំហុសដែលកូនប្រព្រឹត្តបិតាអើយសូមទ្រង់នាំចិត្តកូនឲ្យចេះបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមក ដោយនៅក្នុងព្រះនាមទ្រង់កូនសូមថ្វាយគ្រប់ទាំងអស់ក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន